Một sư huynh Johannes Hà Đầu Đồng ở Münster, ông ta đặt câu tiếp theo là thánh đường mở rộng thành trì yêu thương. Đó thì giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo cũng như những tôn giáo khác, chúng ta nên, dĩ nhiên phần ai thì nó lo, nấy lo về vấn đề tâm linh, nhưng chúng ta có một cái vườn hoa văn hóa rất là đẹp. Vườn hoa văn hóa của Thiên Chúa giáo, vườn hoa văn hóa của Phật giáo, chúng ta cái trồng lẫn với nhau trong một vườn hoa có nhiều hoa hồng, hoa sen, hoa huệ, hoa cúc, hoa thực dược, hoa tulip, thì tôi nghĩ nó rất là đẹp. Điều này chúng tôi đã mang từ Á Châu đến Âu Châu. Mà chúng tôi cũng mong rằng trong cộng đồng Phật tử cũng như cộng đồng các tôn giáo khác, đặc biệt là những người theo đạo Thiên Chúa hay Cao Đài, Hòa Hảo hay Muslim chẳng hạn, đối với Phật giáo không có cạnh tranh đối với những tôn giáo khác mà luôn luôn muốn phát triển chung, hòa mình ở trong cái đời sống vì vậy, hàng ngày. Vì vậy cho nên giàu là Âu, Á hay là Mỹ, Úc, chúng ta nên có một cái điểm hòa đồng đó thì cái điều rất là tốt đẹp cho những con chiên của các đạo khác như Thiên Chúa hoặc là Tín đồ Phật tử đối với Phật giáo. Cảm ơn thầy đã có lời như vậy. Và Phạm Phanh cũng muốn hỏi quý thầy đó là trong quá trình đi hoằng pháp như vậy, tu tập bao nhiêu năm như vậy, thì quý thầy có xuất bản những cái quyển sách nào để hướng dẫn cho quý Phật tử, quý đồng hương thêm không, thưa quý thầy? Kính thưa anh Khanh cũng như là quý khán giả đài Little Sài Gòn TV, đối với Hòa Thượng Như Điển ở đây thì Ngài vừa viết lách, vừa dịch thuật, vừa sáng tác. Thì Hòa Thượng Như Điển đã có trên 50 tác phẩm. Những tác phẩm của Hòa Thượng thì được cũng được dịch ra tiếng Anh và tiếng Đức để phổ biến cho Phật tử tại Đức Quốc. Hiện bây giờ thì Hòa Thượng đang dịch, phụ trách dịch Đại Tạng Kinh, quyển thứ 32. Hiện bây giờ Hòa Thượng đang dịch kinh Bát Nhã Văn Cú, một cái bản kinh cốt lõi của Phật giáo Đại Thừa. Riêng bản thân chúng tôi thì vừa xuất bản cái tập sách Phật giáo là gì, What is Buddhism? What is Buddhism? Đây là một cái quyển sách mỏng, nhỏ của Thượng tọa Achan Pravamso, tức là nói về cái cốt lõi của Phật giáo. Đây là xuất bản, được xuất bản trong cái dịp mà cung đón Thái tử Siddhartha ra đời lần thứ 2634, nhân dịp Phật đản 2010. Sẽ tặng cho anh Khanh cũng như là anh Đinh Xuân Thái là trưởng đài Liêu Tô Sài Gòn. Cảm ơn quý thầy rất là nhiều. Cảm ơn thầy. Một quyển sách rất là có ý nghĩa với Phạm Khanh. Cái quyển sách này sẽ giúp Phạm Khanh hiểu rõ thêm về Phật giáo, vì Phạm Khanh phải nói là một trong những người dẫn cái chương trình về Phật giáo rất là nhiều, chuyên về dẫn các chương trình chùa cũng như là Phật giáo. Một cái câu hỏi nữa, vì Phạm Khanh là người Công giáo, nên là Phạm Khanh cũng hỏi quý thầy, quý thầy cũng đừng có chấp. Đó là Phạm Khanh không hiểu trong Phật giáo là các cái cấp bậc như thế nào. Ví dụ như ngày hôm nay Phạm Khanh được gặp là Hòa Thượng Thích Như Điển và Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, như vậy khác như thế nào? Thế nào là đại đức? Thế nào mới tu thì là làm sao? Thầy có thể mở mắt giúp giùm cho Phạm Khanh thêm. Thì mới tu